Xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh youtube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Và quý vị cũng đừng quên đặt khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ hai chiêu thức của Mạc Nhu Tâm đều không đắc thủ. Người nàng vụt chuyển trong không trung rồi lả lướt đáp xuống đất. Khẽ cười một tiếng rồi nói. Quả nhiên đã có chút bản lãnh. Lý giật trong lòng vừa giận vừa sầu. Có bản lĩnh cái con khỉ gì? Nếu không phải thiếu gia ta phản ứng nhanh, lúc này đã trở thành vũng máu từ lâu rồi. Vốn dĩ, hắn còn có vài phần ái náy với Mạc Nhu Tâm. Nhưng lúc này, khi gặp đối phương lại muốn lấy mạng của mình, hơn nữa còn rất ra tay hiểm độc. Hiện nhiên, đã bảy mưu từ rất lâu. Vì vậy, đến lúc này, trong lòng của Lý Giật ánh náy đã mở nhạt đi. Trong ánh mắt hiện lên tia sát khí, đầu khí hắc sắc giữa chỉ trường chỉ xoáy tít lại. Hiện nhiên, là lúc này hắn đã động sát tầm. Người xung quanh lúc này mới từ từ hồi tỉnh từ cơn chấn động. Mạc ra đại tiểu thư vừa gặp mặt đã ra tay với Lý Giật. Lẽ nào Mạc ra đã sớm chuẩn bị sao? Nếu thật sự là như vậy, hai nhà lý mạc hôm nay e rằng sẽ không chết không thôi. Nhất thời, từng trận sát khí đã tràn ngập cả đại sảnh. Cho dù những tộc nhân bị thường của Lý Gia, lúc này cũng đã nắm chặt vũ khí bên hồng, chỉ đợi Lý Hàn ra lệnh một tiếng. Còn thần vệ của Mạc Gia cũng từ từ tản ra, lờ mờ hình thành một trận thế bảo vệ. Trong đám người, tất cả mọi người đều hướng mắt về chỗ đó. Mạc Du Tâm và Lý Giật vẫn nhạt nhẽo nhìn nhau. Trong không khí tựa hồ có những tia lửa và chạm cơ hồ hai bên lúc nào cũng có thể ra tay vậy. Nghe nói Mạc dù Tâm tiểu thư sớm đã thăng cấp đấu giả từ nhiều năm rồi. Thực lực của nàng, ta có lẽ thấy rất mạnh đấy. Phí lời, lý dần tiêu gia vừa rồi, bách bộ hoành hành, ngươi không nhìn thấy sao. Một đấu giả, hắn không coi là gì trong mắt đâu. Nhưng lý giật tiêu gia, dù gì cũng đang bị thương, còn nhân thủ của Mạc dù Tâm tiểu thư lợi hại như vậy. Nếu như bọn họ động thủ thì thế nào? Tộc nhân của Long Gia bắt đầu thì thầm bàn tán. Dù gì trước xung đột của hai nhà lý mạc, thì điều mà Long Gia của họ nên làm chính là bằng quang ngồi xem. Vì vậy, những tộc nhân của Long Gia mới nhẹ nhõm như thế. Từ khi nhận ra thân phận của Lý Giật, Long Ngạo Thiên lạnh toát mồ hôi. Lúc này lại cơ hồ thở vào một hơi. Hắn lại nhìn chăm chăm vào Lý Giật. Có lẽ còn căng thẳng hơn bất kỳ người nào khác. Hỗn dược! Trong sự sửng sốt của mọi người, Mạc Dịch ngồi trên thượng vị đột nhiên vỗ bàn đứng bật dậy. Chiếc bàn trước mặt hắn đã bị đập cho nát vụn. Nét mặt giận dữ nhìn Mạc Nhu Tâm gằn giọng mà nói. Tâm gì? Chuyện gì đây? Ai cho phép người động thủ chứ? Kỳ thực người chấn động nhất lúc này chính là Mạc Dịch. Tuy hắn biết người con gái của mình tâm khí cao ngạo, nhưng lại không ngờ nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện ba tháng trước đến mức ấy. Vừa gặp Lý Giật đã muốn lấy mạng của hắn. Nếu như vừa rồi Lý Giật chết trong lần đánh chán ấy, vậy thì cũng thôi đi, cùng lắm thì Mạc Gia và Lý Gia sẽ đối thịt lại. Nhưng lúc này, Lý Giận không chút tổn thương nào. Lý Hàn cũng tức giận. Tình hình này, Mạc Gia sao có thể chịu được nộ hỏa của Lý Gia? Lý Giật có thể bách bộ hoành hành, nhất trụ kinh thiên. Mạc Dịch dĩ nhiên là tin rằng một mình hắn có thể đối phó với tất cả thần vệ trong đại sành của mình. Những thần vệ này, khác với những tên phế vật bên ngoài, đều là sức mạnh nòng cốt của Mạc Gia. Nếu như có tổn thất, mặc Gia từ nay e rằng sẽ trở thành thế lực nhị lưu trong vạn triều thành. Vì vậy, cơn thức giận của Mạc Dịch không phải giả tạo. Một mặt bản thân hắn cũng không thể ngờ chuyện đã phát triển đến mức này. Mặt khác, hắn cũng muốn dựa vào đây để bày tỏ thái độ không biết gì của mình. Về phần Lý Hàn và Lý Giật, trong lòng nghĩ thế nào thì đó lại là một việc khác. Đối mặt với cơn thịnh độ của phụ thân, mặc dù tâm chợt cười nhạt, nụ cười trên mặt nàng lúc này càng thành cao đến độ cuốn hút vừa cười nàng vừa khẽ nói chà người đã từng nói qua nam tử xứng đáng với tâm nhi tuyệt đối phải là một tuyệt thế cường giả vậy thì một tuyệt thế cường giả nếu ngay cả tâm nhi mà cũng đánh không đại thì sao có thể gọi là cường giả nếu như chả muốn chọn lý giật làm phụ quân của tâm nhi vậy thì tâm nhi không thể không thưởng một lần thực lực của hắn mạnh đến mức nào người nói có đúng không bộ mặt của mạc dịch đanh đại nhất thời không biết nên nói gì theo cách nói của mạc nhu tâm lúc này nàng không phải đang đánh đánh lý giật, ngược đài đang thăm dò xem hắn có tự cách không. Nghe vậy Lý Hàn cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm. Lời nói của Mạc Dù Tâm đã tạo một bậc thang đi xuống cho đôi bên. Nếu như có lựa chọn, Lý Hàn cũng không muốn lúc này động thủ với Mạc Gia. Dù gì phần thắng của Lý Gia cũng không có lớn. Về phần thua thiệt này, ngày sau lấy về cũng không có muộn. Chỉ có Lý Giật sau khi nghe được những lời này, không nhìn được bật cười hà hà mà nói tốt lắm. Vậy thì mặc dù tâm tiểu thư, sau khi thử sức rồi, cảm thấy lý giật ta có tư cách làm phu quân của nàng không? Cảm nhận được sát ý trong ánh mắt nhạt nhẽo của lý giật, nụ cười trên mặt của nhu tâm đanh lại. Nhưng nàng vẫn lắc đầu nói, thắng thua chưa phân, sao có thể phán định tư cách? Hãy cho câu thắng thua chưa phân. Lý giật ngửa mặt cười lớn, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ phân một trận thắng thua nha. Chỉ có điều mặc đại tiểu thư à, lý giật ta phải nói trước, nên vì ta thua dĩ nhiên mặc cho nàng chém giết nhưng nếu nàng bại thì sao mặc nhu tâm thản nhiên mà nói ta bại người muốn thế nào thì sẽ thế đấy lý giật nhanh miệng âm trầm đáp vậy thì mong mặc đại tiểu thư hãy nhớ lấy lời nói của mình mặc nhu tâm cũng không phí lợi. tay phải của nàng kẽ phung lên ngân tiền trong tay đã cuộn thành vòng trong không khí phát ra một tiếng bốp theo động tác của nàng trên ngân tiền phát ra một tiếng bì bộp của lồi điện xung quanh vang lên từng trận kinh ngạc. Chắc rằng ai cũng không thể ngờ, thứ mà Mạc Nhu Tâm tu luyện lại là đấu kỹ công pháp lồi thuộc tính. Ánh mắt của Lý Giật hiện ra một tia kỳ dị. Hắn cũng đã nghe nói, đấu kỹ công pháp lồi thuộc tính cực kỳ quỷ dị. Khi giao thủ với người khác, có thêm tác dụng làm tê liệt đối phương. Đây cũng được xem như là một loại khó đối phó trong đấu khí. Vậy thì Lý Giật thiếu ra, xin mời. Mạc Đại Tiểu Thư, mời hai âm thanh không mang tình cảm đồng thời vang lên. Khi những người khác chưa kịp ngăn cản, đấu kích của hai người đã chạm vào nhau. Mặc dù tâm lùi người lại về sau vài bước, nhìn lý giật đã bổ đến, quay miệng của nàng hiện ra một nụ cười lạnh lẽo, đồng thời tay phải rung một cái. Ngân tiền trong tay giống như một con độc xà phóng tới chỗ lý giật. Ngân tiền vút qua không khí, tiếng sấm đi đùng mang theo tiền thiểm điện không ngực lóe ra. Nhìn ngân tiên lao tới, Lý giật vươn tay ra bắt lấy. Trên nằm ngón tay, ngay lập tức đã có mấy luồng đấu khí hắc sắc phát ra, giống như là thực thể. Một lốc khí đã cuộn ra trong tay của Lý giật. Ngân tiền đang bổ đến, khi sắp đánh vào người của Lý giật, đã bị đánh bật sang một bên. Âm một tiếng rời xuống đất, bắn ra những tiền điện quang trên nền đất. Tránh được một đòn tấn công của Mạc Du Tâm, Lý giật đã lôi về sau vài bước, tay phải không ngừng run lên. Đầu khí lồi thuộc tính quả nhiên là kỳ dị chỉ khẽ chạm vào nửa thân người đã tê rần. đây là một chiêu còn phiền phức hơn gặp phải trăm người lúc trước vạn phần bản thân của hắn cũng có chút kiêng rẻ mặc dù tâm quả nhiên có vốn liếng để kiều ngạo công pháp lôi thuộc tính quả nhiên hết sức là quỷ dị bản thân của nàng dùng chiêu số vô cùng nhanh chóng Lý giật trong lòng cười lạnh một tiếng tuy sự tê liệt của nửa thân người khiến hắn cực kỳ khó chịu nhưng ngon chân của hắn lại kẽ điểm xuống đất thân hình giống như quỷ mị, lao bổ đến vị trí mạc nhu tâm đang đứng. Khoảng cách giữa hai người chưa đến chục thước, có thể nói chớp mắt là đến nơi. Nhìn thấy mạc nhu tâm càng lúc càng gần mình, đầu khi hắc sắc trong lòng bàn tay lý giật đã bốc lên, muốn đánh xuống một trường. Thế nhưng lúc này, đằng sau chợt nghe thấy một tiếng xé gió, lý giật biến sắc, cơ thể vôn dị đang lao đến khựng mạnh lại rồi lăn sang một bên. Ẩm một tiếng, là một roi đập xuống đất, điện quang toát ra trên nền đất, không ngừng kết mọi người nhức mắt. Vừa rồi nếu không phải lý giật tránh nhanh, vậy thì nói không chừng, hắn đã bị điện làm cho tê dại rồi. Đến nước này, lý giật cũng không dám sở ý thêm nữa. Mặc dù tâm vốn không có gì quá lợi hại, lý giật có thể nhìn ra, nhiều nhất nàng chỉ là cấp bậc đấu giả mà thôi. Nhưng đấu khí của nàng quá mức biến thái so với đấu khí bình thường, có thể sánh được với tiền đấu giả đỉnh phong của lý gia vừa rồi mình đụng độ. Hơn nữa, vì đấu khí và đấu ký của nàng có liên quan đến nhau, nên nàng ta càng khó đối phó hơn những người khác. Huống hộ, lúc này Lý Giật đang bị thương, tốc độ của cơ thể đã chậm hơn vài phần so với bình thường. Trường lực của một trường do đại trưởng lão đánh ra trước khi chết, lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ được. Vì vậy, cho dù có dùng đến đấu khí, cũng đều rất hạn chế. Vì vậy, trận chiến này bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, danh tiếng mà mình khó khăn lắm mới tạo ra được sẽ lập tức sụp đổ. Linh giật lúc này cũng không để ý được những việc khác. Hắn vỗ lòng bàn tay một cái. Một thanh trường thương vốn dĩ đang giấu trong dùng giới, ngay lập tức đã hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nằm đây cắn thường xoay một cái. Một đạo đấu khí hắc sắc tràn lên trên, rồi bốc lên như một ngọn lửa. Đi giật xoay chuyển trường thương trong tay, chỉ vào mạc du tâm ở phía xa, trầm giọng nói, thử đi. Trường thương rạch nát không khí, đầu khí hắc sắc mang theo một khí kình bén nhọn như tiềm điện đao bổ vào ngực của mạc nhu tâm mạc nhu tâm mắt thấy trưởng thường đang phóng tới thân sắc trên mặt không biến nàng chỉ thuận tay khẽ búng một cái ngân tiền trong tay đã giống như một con độc xả quân lấy trưởng thường của lý giật chỉ nghe đình một tiếng trong khoảnh khắc trưởng thường và ngân tiền giao nhau một âm thanh chói tai vang động mãnh liệt hai người đồng thời chấn động hiển nhiên không ngờ chiếc của mình đã bị chặn lại đấu khí của mạc du tâm là lôi thuộc tính hiệu quả khiến người khác tê dại hết sức quỷ dị Các phải người tu luyện đấu khí lôi thuộc tính đừng bao giờ giao đấu trực diện đây là nhận thức chung trên đại lục đấu thần thế nhưng thứ mà lý giật tu luyện lại là thiền mà cửu biến lại càng quỷ dị hơn đấu khí hắc sắc không thể biết thuộc tính kia lại hàm chứa luồng hung sát khí nồng đậm vô cùng có thể nói đấu khí mà hắn tu luyện là đệ nhất hung sát của đường thế có thể dễ dàng phá nát đấu khí phòng hộ trên người của đối phương hai loại đấu khí quỷ dị này khẽ chạm vào nhau hai bên đều rất kinh ngạc hiển nhiên không ngờ chiều số của mình lại không có hiệu quả Đến dần một chiều không đắc thủ lòng bàn tay hắn chợt nới lỏng đấu khí hắc sắc giữa các chỉ trưởng vụt chuyển một tiếng hự nặng nề vang lên trong đầu hắn hồi phong trưởng rào kinh bộp một tiếng trường thương thoát ra khỏi tay trận xoay tròn dữ dội trong không khí mang theo từng trận lốc xoáy mặc dù tâm nhất thời không phòng bị lại bị trường thương đang vụt xoay tròn kia tách khỏi sự trói buộc của ngân tiền trong tay của nàng để nhanh chóng lao về phía của nàng mặc dù tâm vội thoái lui ngân tiền trong tay nàng vụt chuyển cơ hội trong nháy mắt đã đập lên trường thương ngay lập tức trong không khí tóe ra một vùng tia lửa trong âm thanh trong vắt ấy cây trường thương đã bị đánh gãy thành nhiều đoạn nhưng cho dù là vậy thế tiến của chúng cũng không hề suy giảm. Mặc nhu tâm thoáng biến sắc, đầu khí trên ngân tiền trong tay của nàng lại càng nồng đậm hơn. Đầu khí tử sắc nhạt nhạt, theo động tác của nàng trào ra với thế rời non lấp biển. Ngân tiền nhanh chóng biến thành huyễn ảnh, từng ngọn roi điểm vào đoạn trường thương vỡ trong không khí. Những mảnh trường thương đang đào vào mạc nhu tâm, ngay lập tức bị lao ngược lại về phía của Lý Giật. Lý Giật hai tay vỗ nhẹ, đầu khí hắc sắc hình thành từng lốc khí nhỏ trong không khí. Nhưng bảo trường thương đang bắn ngược lại, gặp phải luồng khí kình vô hình này, lại xoay trở lại một cách quỷ dị, bắn thẳng về phía của mặt nhu tâm. Còn đầu khí của Lý Giật, nhưng bảo trường thương này hiển nhiên ủy lực sẽ càng lớn. Hội phong trưởng vốn dĩ dùng để hóa giải khí kình của đối phương, có tác dụng dùng cách của đối phương đánh ngược lại đối phương. Vì vậy lúc này, những bảo trường thương ấy lại càng tỏ, càng thêm hùng bạo. Mặc dù tâm cuối cùng đã hiện ra vẻ nặng nề trên khuôn mặt. Hiện nhiên, nàng cũng không ngờ, Lý Giật chỉ tay không đánh trận, mà lại có bản lĩnh như vậy. Có điều như vậy cũng khó trách. Vừa rồi nàng không có trong đại sảnh, không nhìn thấy cảnh tượng Lý Giật bách bộ hoành hành. Bằng không, e rằng nàng cũng không thất thố động thủ với Lý Giật như vậy. Chỉ trong trước mắt, bộ trưởng thương đã đến trước mặt Mạc Nhu Tâm. Nàng không còn do dự, gần tiền trong tay nhanh chóng rung chuyển. Đầu khí hắc sắc lại càng đồng đậm cơ hội nguyên khí của thiên địa nhận được luồng dẫn động từ đấu khí của nàng nhanh chóng sôi sụp lên vạn lồi võng theo tiếng quát khẽ của nàng vô số đạo điện quang tử sắc trào ra từ trên ngần tiền của nàng những tiền điện quang tử sắc này đan vào nhau giống như một chiếc lưới cá khổng lồ bao trọn cả lấy người của nàng vạn lồi võng đầu khí huyền vũ cao cấp dùng lưu điện ngưng kết thành lưới bảo vệ có thể kháng cự đại đa số đoạn công kích thường thì những người tu luyện lồi thuộc tính, cổng pháp trên đại lục đấu thần đều biết chiêu này. Thế nhưng, chiêu này thường dùng ra, người thi triển đấu kỹ, ngay lập tức giống như con rùa ruột vào trong mai. Trừ phía có thực lực mạnh hơn người đó mấy lần, phá nát lớp phòng ngự ấy ra. Cảnh duy nhất còn lại chính là trơ mắt nhìn, đợi bản thân hắn tự giải trừ lớp phòng vệ đó. Điện quang không ngừng lóe sáng, tràn ngập trong không khí, khiến mọi người ở xa theo dõi đều có cảm giác bị điện làm cho tê dại vô cùng quỷ dị. Vô số màu trưởng thương đã rơi vào trên vạn đồi phóng, ngay lập tức bị lôi điện đánh nát vụn như bột, rồi giống như khói bụi tiêu tán trong không khí. Nhìn điện quang không cần chớp lé trên người bạc đu tâm, lý giật khẽ nhíu mày, đấu ký mà mình biết dùng chỉ có một hồi phòng trưởng, còn huyễn sát gặp phải tình cảnh này cũng không khác với việc sông lên tìm cái chết. Tình trạng này khiến lý giật có cảm giác bực bội, như kiểu chó cắn mai rùa, không thể nào nuốt được lão quỷ, vạn lôi võng này có cách đối phó không? Lý giận vội hỏi trong lòng. Trong lát sau, giọng nói của xà tôn giả nhàn nhạt, vang lên. Tiểu tử, loại đấu ký này bản tồn dĩ nhiên có trăm nghìn cách để đối phó. Có đều dựa vào thực lực của bản thân người, cơ bản thì không có cách nào rồi. Còn cần để bản tôn truyền thụ cho người một bồn đấu ký có thể đối chọi được với vạn lôi võng trước không? Giọng nói của xà tôn giả có vài phần triều tức, khiến cho Lý giật cười khổ một tiếng lão quỷ, rốt cuộc có cách nào không? Ta không thể thua trong lúc này được. Đường nhiên đã có cách. Giả tôn giản nhàn nhạt, nhạt nói, có điều tỷ lệ thành công lại không cao. Nếu những người dụ được tiểu nhà đầu đó, bỏ đi vạn đôi võng, chẳng phải xong rồi sao? Nếu không làm được, người cứ từ từ mà đợi đi. Dù gì đấu kỹ vạn lôi võng này, một khi dùng ra thì không thể nào tùy tiện di chuyển. Người cứ đợi đến lúc đấu kỹ của nàng ta hào kiệt sạch là được. Lý giật thoáng người người, sau đó không nén nổi trận cười khổ trong lòng trong tình cảnh này mình lại chỉ có thể khổ sở chờ đợi sao nhìn hai người giao đấu giữa đại sảnh tuy chỉ là sự giao phòng trong nháy mắt hiển nhiên là lý giật đã chiếm thượng phong nhưng lúc này mặc nhu tâm dùng ra phản đồi võng rất nhiều người đã thẩm đoán lý giật sẽ hết cách với nàng các kiểu ánh mắt nhìn khiến lý giật bực bội trước mặt bao người trận này của mình tuyệt đối không thể thua vừa nghĩ tới đây lý giật lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn nhìn mạc nhu tâm đụng dưới lớp phòng hộ của vạn lồi võng khe cười một tiếng rồi nói mạc đại tiểu thư nàng đang chuẩn bị nhận thua sao mạc nhu tâm cũng không ngờ lý giật lại hỏi như vậy nàng cười lạnh một tiếng nhàn nhạt, nhạt nói người lại chưa đánh bại ta sao lại nói ta nhận thua được lý giật chắp tay chậm rãi bước một vòng trong đại sảnh rồi cười lạnh mà nói nàng trốn trong cái mai rùa này vậy không phải là nhận thua sao nếu như thật sự muốn đánh tiếng ngoan ngoãn trả đầy đánh với ta nếu nàng không muốn đánh cứ việc ở trong cái mai rùa này, ta muốn xem đấu khí của nàng có thể duy trì được bao lâu chứ? Dù gì đợi đến, đến lúc đấu khí của nàng hao kiệt rồi, cho dù ta không đánh cũng thắng. xung quanh vang lên từng tận xì xào, ánh mắt của mọi người đều kỳ dị vô cùng. Nếu như nói lúc trước Lý Dật bách bộ hoành hành tới đây, thì người ta cảm thấy hắn có vài phần sùng động. Nhưng lúc này nhìn thấy biểu hiện của hắn, người nào cũng có một suy nghĩ trong đầu. Thì ra Lý Giật thiếu gia này cũng không chỉ là một kẻ lỗ mãng. Lòng ngạo thiên vô cùng sợ lý giật, trong lòng lại càng cổ quái. Ngày hôm nay, hắn bị thiệt thòi lớn từ lý giật. Hiện giờ, lòng già còn bị dòng bình đoàn huyết làng báo thù đến sức đầu mẻ trán. Cơ hồ toàn bộ đều do lý giật bàn tặng. Nếu nói hắn không hận lý giật, thì đó chắc chắn là nói dối. Nhưng lại đúng là hôm ấy, ẩm húc chết quá thể thảm. Vừa nghĩ đến cảnh đó, lòng ngạo thiên như hít phải một luồng khí lạnh. Nào còn dám đòi báo thù chứ? Lúc này, nhìn thấy sắc mặt của Lý Giật lộ ra một khí tức bình thản giống như ngày hôm đó. Trong lòng của Long Ngạo Thiên tìm đập dồn dập Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt của Lý Giật, mà nhu tâm không kìm được mà nghiến răng. Tuy nàng rất bình tĩnh, nhưng rốt cuộc nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ 17-18 tuổi, sao có thể chịu được câu này. Ánh mắt của nàng nhìn về hướng Lý Giật, cuối cùng gật đầu nói, được lắm, nếu như người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lý Giật khẽ cười, không biết là ai đang tìm cái chết đây lý giật người đừng vui mừng quá sớm ta đợi đến lúc này đã đợi rất lâu rồi Mạc du tâm lầm bầm trong lòng một tiếng nàng kẽ rung tay một cái lần này điện quang trải khắp người nàng từ từ thu lại rồi ngưng tụ trên ngân tiền ngân tiền lúc này giống như một động vật sống điện quang vượt tràn vào đã nhanh chóng chớp động trong không khí Mạc du tâm hừ một tiếng nặng nề đầu khí tự sắc nhàn nhạt, nhạt trên người của nàng giống như nước thủy triều tràn vào ngân tiền cuối cùng trong đục chớp động điện quang chừng gần tiền đã dài ra mấy trượng. Đầu khí hình thành từ phiến vảy lập lánh trong không khí. Từng tia điện quang phát ra âm thanh, khiến người khác cảm thấy tê dại. Cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đầu khí trên ngừng tiền đang ngừng tụ thành một con thủy xả to lớn. Đầu khí chủ tức trung cấp từ quang điện xả phá. Không biết ai đã kinh hãi thốt lên, nhưng mới nói đến một nửa, tiếng thốt đã điếu lưỡi. Chỉ thấy con điện xà to lớn ấy, tự hộ đang rít lên mang theo một uy thế ngút trời, rồi lao bổ vào lý giật đang đứng nơi đó. Lúc này, cơ hồ người nào cũng như ngừng thở. Điện ra giống như một động vật sống, vào lúc nào đến trước mặt, đã cắn mạnh xuống. Ngày lập tức, chỉ cảm thấy một trận ba động vô hình, nhộn nhạo tràn tới. Vị trí lý giật đang đứng trong đại sảnh, đã tràn ngập khói bụi, điện quang lấp lé. Một đòn tấn công như vậy, đủ để một cường giả đấu sư cũng phải nhượng bộ. huống hồ là một đấu giả. Thế nhưng, đấu giả này trước đó đã cho mọi người quá nhiều kinh ngạc vậy thì lúc này rốt cuộc hắn sẽ làm thế nào đây? nhìn vào trong vùng điện quang ấy không có phản ứng gì ngay cả một chút đấu khí ba động chống chọi cũng không thấy xuất hiện mặc dù tâm cuối cùng đã thở dài một hơi nàng quay đầu nhìn Mạc dịch mỉm cười khẽ nói cha xem ra người phụ quân gửi chọn cho tâm nhi không có đủ tư cách gì rồi tâm nhi lời còn chưa dứt nàng đã sững sốt khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin mà nhìn lại. Trong đôi mắt quyến rũ tràn đầy sự chấn động, nàng nhìn vùng điện quang đằng sau người, cả người cả run lên. Trong đầu khí tử sắc nhạt ấy, điện quang vẫn đang chớp động. Trong tình hình này, cho dù là một đấu sư bên trong cũng đừng mong rút lui hoàn toàn. Quân hồ là một đấu giả. Nhưng lại đúng lúc này, đấu khí tử sắc tràn gặp ấy từ từ tan đi. Một thân ảnh chậm rãi bước ra từ bên trong. Lúc này cả người hắn được bao trọn bằng một lớp đấu khí hồng sắc thập thoáng đã có hình dáng của một chiếc xà y. Xà y đấu khí sao? Không, không phải. Xà y đấu khí không giống thế này. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiếng nói sửng rốt từ khắp đời vàng lên. Người nào cũng nhìn chăm chăm vào cảnh tượng kỳ dị trước mặt. Chỉ thấy đấu khí tử sắc nhàn nhạt, nhạt, và những tia điện quang kia tiếp cận với nhau thì khí hồng sắc bên người lý giật ngay lập tức bị động hóa, bị lý giật hút vào, trở thành một phần trong đấu khí hồng sắc của hắn. Cuối cùng, Đến dần bước tới bên ngoài đấu khí tự sắc nhạt, nhìn Mạc Nhu Tâm đang sững sở. Hắn chỉ kém mỉm cười, càng người như huyễn ảnh vụt tới trước mặt Mạc Nhu Tâm, tay phải đã kẹp trên cổ họng của nàng, quay miệng hiện ra một nụ cười rạng rỡ đến không thốt đề đợi. Nhà đầu chết tiệt, còn đàn bà thúi, ta thật sự, thật sự muốn bóp chết ngươi như thế này. Đi dần kề sát tay vào tay của Mạc Nhu Tâm, từng câu từng chữ mà thì thầm. Nhưng ta đã đổi chủ ý, chết thì có gì đáng sợ, ta sao có thể để người chết sáng quá như vậy? Ta muốn người sống không bằng chết. Về mặt sừng sốt của Mạc Nhu Tâm cuối cùng đã biến mất, thay vào đó là một tiền lạnh lùng. Người có làm được không? Có cần thử xem không, xem ta có làm được không? Lúc nói chuyện, tay trái của Lý Giật đã từ từ lướt xuống ngực của Mạc Nhu Tâm. Nhãn thần của hắn nhìn khuôn mặt của Mạc Nhu Tâm, chăm chú nhìn thân sắc của nàng biến đổi. Chú ý tới ý đồ của Lý Giật, khóe mắt của Mạc Nhu Tâm vụt lên tia hoảng sợ nhưng rất nhanh, tâm trạng kỳ dị ấy được nàng thủ lại. Nàng chỉ nghiêng đầu nhìn Lý Giật, nhàn nhạt, nhạt, nói, Người muốn như thế nào? Ta muốn thế nào ư? Ừ. Lý Giật liếm môi. Còn đàn bà chết tiệt, ta có thể cưỡng bức ngươi một lần, thì có thể cưỡng bức người một lần nữa, ngươi có tin không? Nếu như người có gan, ngươi cứ thử xem. <laughs> Thiếu gia ta lần đầu tiên cũng đã làm rồi, còn sợ lần này sao? Lý Giật bật cười dầm đáng, tay trái đã đặt vững vàng trên ngực của mạc nhu tầm, kẽ dùng lực Mặc dù tâm không chịu được, phải khẽ hư một tiếng. Được rồi, thắng bại đã phần. Tầm gì, người cũng hài lòng rồi chứ. Mặc dịch ngồi trên ghế thượng vị, cuối cùng cũng đã không nhịn được nữa. Đối thoại của Lý Giật và Mặc dù tâm tùy nhỏ, nhưng những cường giả đấu sư như bọn họ sao lại có thể không nghe ra. Nếu thật sự mặc cho Lý Giật cưỡng bức Mặc dù tâm ngay trước mặt bao nhiêu người ở đây, vậy thì Mặc ra sau này cũng không cần phải sống tiếp nữa. Còn Lý Giật rốt cuộc có dám làm chuyện đó hay không? nhất thời không khiến mạc dịch đỏ đắng. Nghe xong lời này, Linh giật mới nhếch miệng, thả lỏng tay ra, sau lưng lại toát mồ hôi lạnh. Dưới đoàn tấn công vừa rồi của mạc du tâm, Linh giật cơ hồ trở tay không kịp. Hắn hoàn toàn không ngờ đoàn tấn công của một đấu giả lại có uy lực như vậy. Nếu là lúc hắn toàn thịnh, hắn sẽ có thể tránh được, hoặc dùng hồi phong trưởng để chống chọi. Nhưng lúc này, thực lực của hắn còn chưa đầy ba thành so với lúc bình thường, sao có thể chặn lại chiều này. Đến lúc cuối cùng, là xà tôn giả kịp thời phóng đấu ký hộ thể ra mới bảo vệ được tính mạng của Lý Giật. Nhưng ngay cả một nữ nhân cũng đánh công đại. Chuyện này khiến Lý Giật điền tiết trong lòng. Vì vậy ngay sau đó, hắn mới có những hành động điên cuồng như vậy. Đấu kỹ, đấu kỹ, đấu kỹ. Đấu kỹ của đại lục đấu thần quả nhiên chỉ dựa vào tận dụng cơ hội và kỹ xảo thì không thể nào thắng được. Nhãn thần nhìn vào vân hoàng giới chỉ trên tay. Lý Giật đã có chủ ý nhất định phải moi bằng được mấy bộ đấu kỹ cao cấp từ trong tay của lão quỷ này. Trong lòng đã quyết, nhãn thần của Lý Giật từ từ hướng về mặt du tâm. Người nữ nhân này lại có thể khiến lòng hắn có cảm giác chật vật. Người nữ nhân này, người nữ nhân này... Tùy trong mắt người ngoài, mình đã thắng nàng ta một bậc, nhưng Lý Giật lại rất rõ, lần này mình thắng không vẻ vang gì. Cảm giác thất bại này khiến hắn vô cùng bực bội. Đột nhiên, hắn lại nhớ đến lúc trước khi đấu với đại trưởng lão nếu không phải hắn xem thường mình, lúc đầu đã sử dụng xạ y đấu khí, vậy thì mình có thể thắng được không? Điều này còn rất khó nói. Ta không thua. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh đang yên tĩnh, giọng nói nhạt nhẽo của Mạc Tiêu Tâm lại vang lên. Tùy ta không thắng, nhưng ta cũng không thua. Bây giờ đánh tiếp, trừ phi ta chết, bằng không, chỉ khi bản thân ta tự mình nhận thua mới tính là thua. Vì vậy Lý Giật... Mạc Tiêu Tâm nhìn thẳng vào mắt của Lý Giật. Nếu như người còn là nam nhân, thì giết ta đi, để chứng minh người đã thắng. Nếu người không làm được, thì hãy trực tiếp nhận thua đi. Lời nói của Mạc Dù Tâm vừa dứt, trong đại sảnh đã tràn đầy kinh ngạc. Lời nói giống như vô lại của nàng, nào giống của một tiểu thư thế gia. Lúc này, duy chỉ có lý giật mới đọc được ý nghĩ trong câu nói của Mạc Nhu Tâm. Cho dù là Mạc Nhu Tâm ta hôm nay có chết trong tay của ngươi, cũng không muốn để lý giật người chạm vào ta. Cho dù ngươi có được ta, cũng chỉ có được thần xác của ta mà thôi lý giật liêm bồi đang khô gốc của mình tâm tình biến đổi bất định lúc này giết mạc nhu tâm ở đây khả năng này cơ bản không thể nào nhưng muốn mình nhận thua chuyện ra ngoài không phải nói lý giật ta sợ một người đàn bà sao tâm trí vụt chuyển lý giật từ từ đưa một ngón tay ra cái lướt qua gương mặt mịn màng của mạc nhu tâm rồi sau đó nâng cằm của nàng lên <laughs> đúng là một nữ nhân bốc đồng đấy lý giật lẩm bẩm nói còn đàn bà chết tiệt nàng có biết không đột nhiên ta lại có chút hứng thú. Nàng thử nghĩ mà xem, hiện giờ nàng hận ta như vậy. Nếu như có một ngày, nàng lại yêu ta say đắm, sau đó lại bị ta trả đạp rồi phũ phàng vứt bỏ. Nàng cảm thấy đây có phải là chuyện thú vị không? Vì vậy ta sẽ không giết nàng, ta cũng sẽ không nhận thua, nhưng ta lại cho nàng một cơ hội. Linh giật mỉm cười. Ba năm, ta cho nàng thời gian ba năm. Nếu như sau ba năm, nàng có thể đánh bại ta, vậy thì Linh giật ta mặc nàng xử lý nhưng nếu như sau ba năm nàng đại bại dưới tay của ta vậy thì hãy ngoan ngoãn mà làm nữ nhân của lý giật ta không oán không hận nữ nhân kia nàng có dám đồng ý không mặc dù tâm cắn chặt môi sau chốc lát mới dùng một giọng nói tròng trẻo đến cực điểm mà khẽ đáp được nếu ba năm sau ngươi bị thua mặc dù tâm ta sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh nhỏ để lý giật ngươi chết không toàn thây nhưng nếu ta thua mặc dù tâm ta đời này kiếp này sẽ làm nô tị của ngươi không oán không hối nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì kích động của mạc nhu tâm ngọn tay đang nâng cảm nàng của lý giật bất chợt đẩy phút nhẹ đúng là một nữ nhân thú vị lý giật căng nở một nụ cười tươi sau đó trong lúc mạc nhu tâm còn chưa kịp phản ứng hắn đã nhanh chóng hôn vào đôi môi của nàng mạc nhu tâm ngây cả người toàn thân cứng đờ cho dù là lúc này lý giật có xé nát y phục của nàng lại cưỡng bức nàng nàng cũng sẽ không kinh ngạc nhưng độ hôn này của lý giật lại khiến nàng hoàn toàn không có phản ứng không biết qua bao lâu, cả người của nàng lại run lên, đôi tay đặt trước ngực Lý Giật đẩy ra, dãy dụa khỏi hắn. Nhìn về mặt kinh ngạc của Mạc Nhu Tâm, Lý Giật bất giác đếm đôi bồi bị nàng cắn, nụ cười trên mặt càng trạng sợ hơn. Vậy thì nữ nhân kia, đã vậy hẹn ước ba năm của chúng ta đã có rồi. Ba năm này, nàng phải cố gắng đấy. Nếu như rời vào tay của ta, nàng không muốn chết cũng không chết được đâu. Mạc Nhu Tâm trừng mắt nhìn Lý Giật, sau một hồi mới nghiến rằng nói, Người, người, lý giật. Vậy ba năm sau, ta sẽ đợi ngươi, đợi người đến tìm ta. Vừa dứt lời, nàng không còn nhìn lý giật mà xoay người lao vội ra đại sảnh. Hiện tại, chỉ còn một mình lý giật. Hắn nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng sau lưng của mạc du tâm. Quay miệng bất giác hiện ra một nụ cười. Có phải nữ nhân có tính tình càng cường liệt thì lại càng thích hàm muốn chinh phục của nam nhân hay không? Đây là một câu hỏi không cần trả lời. Chỉ có điều lý giật lại rất rõ. Lời hẹn ước ba năm này cho dù đối với mình hay với bản thân của nàng đều vô cùng quan trọng ba năm sau ta nhất định dùng thực lực của bản thân đánh bại ngươi câu nói này cơ hội cùng lúc vang lên trong đầu hai người trong đại sảnh nhìn bộ dạng bình thản của lý giật trong lòng mỗi người đều có một cảm giác thật cổ quái yên hội hôm nay thật sự là bất ngờ khiến người ta phải lấy làm kinh ngạc đến cực điểm trên ghế thượng vị sắc mặt của mạc dịch có vài phần khó coi đi giật và mặc nhu tâm làm như vậy, giống như không coi hắn ra gì. Chỉ có điều hai người họ đã có cái hẹn ba năm. Cho dù hắn là gia chủ mạc gia, cũng không thể hủy trước mặt của nhiều người như vậy. Bằng không sau này, mạc gia sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Cũng may khi hai người nói chuyện, đã cố ý hạ thấp giọng. Rất nhiều người đều không nghe rõ. Bằng không... Nhìn Lý Giật vẫn đang đứng giữa đại sảnh. Mạc Dịch lại chợt thầm kêu khổ. Hắn nhìn Lý Hàn ra xăm cười khổ một tiếng rồi nói. Lý Huynh Người xem chuyện này... Đi hẳn dĩ nhiên, có thể nhìn ra sự phức tạp trong lòng của Mạc Dịch. Hắn cười hà hả mà nói, Người trẻ tuổi thích chơi trò này, kẻ làm trưởng bố như chúng ta, lẽ nào lại ngăn cản chứ? Chỉ có điều tỉ thí thì tỉ thí. Mạc Huỳnh có thời điểm để bà kể chuyện khuyên dụ Mạc Đại Tiểu Thư. Cố gắng hơn một chút, bằng công Mạc Đại Tiểu Thư thật sự mà đến làm đô tì cho lý gia chúng ta. E rằng thể diện của Mạc Gia sẽ không được tốt lắm đâu. Mạc Dịch thầm nghiến răng, nhưng lại không biết nói gì mới được. Nên nào trong tình cảnh này, mình lại đi xuống đả bại lý giật ư. Mặc dịch ta còn chưa đến nỗi là người như vậy. Được rồi. Lý Hàn bên này đã đứng dậy. Chuyện phải giải quyết khi đến mạc gia hôm nay, cơ hội đã giải quyết xong cả rồi. Cái hẹn ba năm này dường như đã là cách giải quyết tốt nhất rồi. Vậy thì Mạc Huynh, hôm nay Lý Mỗ xin cáo từ trước. Sau này, nếu Mạc Huynh rỗi trái, có thể đến Lý ra làm khách. Lý Mỗ nhất định sẽ toàn lực chiều đãi sắc mặt của Mạc Dịch dần dần hồi phục lại bình thường. Hắn chắp tay với Lý Hẳn, sau đó bất giác thở dài mà nói. Vậy thì Mạc Mỗ cũng không tiện giữ Lý Huỳnh lại nữa. Cờ hồ đến thời khắc này, yên hội long trọng của Mạc Phủ cũng đã đến mạn kết. Mạc Dịch cố nén cảm giác bực bội trong lòng của mình, nhắn thần lại không chịu rời khỏi Lý Giật. Cờ hồ, hắn trong giây phút nào đó lại bùng phát đả thường người. Dường như cảm giác được điều gì, Lý Giật chỉ chậm rãi quay đầu Ánh mắt bắt gặp cách nhìn của Mạc Dịch, chỉ để lại một nụ cười nhạt. Lý giật ca ca, tôi này người thật lợi hại. Không biết tới lúc nào, đi nà nà sang mặt đầy vẻ ngưỡng bộ đã đến bên cạnh lý giật. Vẻ mặt này khiến hắn lòng sinh ra cảm giác quái dị. Hắn hò khăn một tiếng, chỉ nhàn nhạt nói. Ta hơi mệt, hôm nay cứ đi trước đã, có thời gian chúng ta nói chuyện sau đi. Vừa dứt lời, hắn không gọi đi hẳn, thân hình như tiềm điện lao ra ngoài nhìn xa xa có vài phần giống như đang chạy trối chết. Đại viện của Lý Gia, trong thư phòng của Lý Hàn. Lý Hàn ngồi sau chiếc bản sách, tay cầm một quyển sách cũ chậm rãi lật dở đọc, cơ hồ đang vô cùng chăm chú. Lý dần ngồi bên cạnh đó, đang chán ngán nghịch tách trà tinh xảo trong tay, nhìn vẻ cổ xưa của tách trà, hiện nhiên là món đồ tốt, không biết đã được lưu truyền qua bao nhiêu năm rồi. Trong lòng lúc này lại có một cỗ suy nghĩ cổ quái ánh mắt của lý giật từ từ nhìn vị ba vị trưởng lão đang đứng ngồi không yên ở đối diện khuôn mặt hiện ra vẻ cười như không bà trưởng lão thấy lý giật đang nhìn ngay lập tức người nào cũng lộ ra một nụ cười cùng kính so với sự ngạo mạn của mấy tháng trước giống như một trời một vực cuối cùng không biết qua bao lâu sau lý hàn mới khẽ ngẩng đầu lên ông nhìn bà trưởng lão sau một hồi kẽ cười một tiếng rồi nói không biết ba vị trưởng lão bàn đêm đến thăm là có chuyện gì đây ba người đưa mắt nhìn nhau, chân trưng bột hồi, tam trưởng lão mới thấp giọng nói. Gia chủ đại nhân, ở à, chuyện hôm nay, đại ca hắn... Đại trưởng lão phản bội gia tộc, bị giật nhì giết tại chỗ, cả người muốn thầy hắn đòi lại công đạo sao? Nhìn tam trưởng lão mở lời, Lý Hàn lạnh lùng nói. Gia chủ đại nhân nói đùa rồi, chuyện lần này quả thực là chúng ta đã sai. Đại ca hắn bị giết ngay tại chỗ, cũng không thể oán trách người khác còn phải đa tạ gia chủ đại nhân không truy cứu chuyện đêm nay. Sau này, chỉ thứ chúng ta... Không truy cứu sao? Lý Hàn lắc đầu nhàn nhạt, nhạt, nói. Các người sao lại biết ta sẽ không truy cứu chuyện này? Bốn lão quỷ các người liên kết với nhau, ý đồ muốn đoạt vị trí gia chủ của ta. Lẽ nào ta lại muốn các người khuếch trường một lần nữa sao? Nghe Lý Hàn nói như vậy, ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thoáng sững sờ. Phải biết rằng, từ lúc trở về mạc gia Lý Hàn không hạ lệnh gì, chỉ dặn dò tất cả như thường. Đối với bà trưởng đáo, bọn họ nghĩ rằng Lý Hàn cũng đã sợ sau khi chèn ép trì thứ, thực lực của Lý Gia bị tổn thất nên mới làm như vậy. Bọn họ lần này đến quy phục là đã tính rõ Lý Hàn sẽ không làm gì họ. Bằng không đó không chừng, họ đã chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ rồi. Nào còn dám chạy tới trước mặt Lý Hàn cơ chứ? Thế nhưng thái độ của Lý Hàn lúc này lại khiến cho bọn họ không thể nhìn thấu người nào người nấy cũng như đang đánh trống ngực. Thấy bộ dạng của họ, trong lòng của Lý Hàn cười lạnh liền hồi. Bà lão quỷ này có ý gì? Lẽ nào ông không thể nhìn thấu cơ chứ? Lần này mượn uy thế do đi giật bằng đến. Lý Hàn nếu không chỉnh đốn lại trí thứ của Lý ra, thì đúng là gặp quỷ. Đồ cười trên mặt ông càng lúc càng lạnh. Nhìn ba trường đáo đầu ướt đẫm bộ hồi, mới hư một tiếng rồi nói. Bỏ đi, các người lùi xuống trước đi, ngày mai là ngày mở diễn võ các mỗi năm một lần, vô cùng quan trọng, không thể chậm trễ. Còn về chuyện hôm nay, trong lòng ta đã có tính toán, nên làm thế nào, sau này phải xem biểu hiện của các người rồi. Chỉ có điều tam trưởng lão, quyền quản lý diễn võ các của gia tộc, từ nay tạm thời sao trả lại đây đi. Ta sẽ chọn đại người lấp vào chỗ khuyết của tứ đại trưởng lão. Còn về ngươi, cứ đi quản lý tốt chuyện của chỉ thứ đi. Đối với Lý Gia mà nói, công pháp và đấu kỹ được cất ở diễn võ các chính là gốc rễ thịnh vượng của gia tộc. Song chính và chi thứ của Lý Gia vẫn luôn tranh đoạt quyền khống chế diễn võ các. Nhưng bắt đầu từ đời trước, diễn võ các này vẫn luôn ở trong tay chi thứ. Hôm nay nhân cơ hội này, Lý Hàn thu hồi lại diễn võ các đã là đả kích lớn nhất với chi thứ. Tam trưởng đạo tối sầm mặt lại, còn muốn nói gì thêm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lý Hàn lại không thể nói ra điều gì. Dù gì trong lòng hắn rất rõ, hôm nay bốn trưởng lão họ tranh quyền thất bại, nếu như Lý Hạn muốn, lúc nào cũng có thể có vô số lý do để lấy mạng của họ. Lúc này, nếu như còn nắm chặt quyền bính trong tay, không chịu nhả, đó mới là chuyện ngu xuẩn nhất. Bà vị trưởng lão nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy ánh mắt bất lực của đối phương. Sau đó, họ chỉ có thể há miệng, đem theo một mặt chùa chát đùi xuống. Bà vị trưởng lão xin dựng bước. Lý giật đang nghịch tách trà bên cạnh, chợt nhàn nhạt mở miệng. Bà vị trưởng lão khựng người lại sau một hồi mới xoay lại, vẫn là tam trưởng lão mở lời. Thiếu gia chủ, không biết có chuyện gì dặn dò. Ngay cả Lý Hàn cũng cổ quái nhìn đi giật, chỉ có điều hắn cũng không hỏi, chỉ nhìn đi giật xem rốt cuộc hắn muốn làm gì mà thôi. Đi giật mỉm cười, nhàn nhạt, nhạt nói, thế nào, hiện giờ ta thật sự là thiếu gia chủ rồi à? Không tìm Lý Tiểu, Lý Thần gì đó đến cướp sao? Cơ thịt trên mặt của tam trưởng lão co giật, lộ ra một nụ cười cùng kính rồi nói, Loại phế vật như vậy, sao có thể sánh với thiếu gia chủ chứ? Lục trực là muốn lão bất tử chúng ta, có mắt mà không trọng. Vẫn mong thiếu gia chủ đại nhân không chấp tiểu nhân, thả cho chúng ta đi. Linh giật cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ta không có hứng thú gây phiền phức cho các ngươi, Chỉ có điều, ta có chút chuyện muốn hỏi rõ các người mà thôi. Về mặt của tam trưởng lão đã tự nhiên hơn phần nào. Không biết là chuyện gì, chỉ cần lão hổ biết thì nhất định là nói mà không giấu. Lý giật gật đầu nói, tốt lắm, chuyện này ta vốn dĩ, định tự mình điều tra. Có điều ta lại sợ phiền phức, cứ để các người nói ta biết đi. Cái ngày ấy, ba tháng trước, tại sao mặc Nhu Tâm đã xuất hiện trong sơn cốc ngoài thành, lại còn bị người khác hạ mê dược nữa? Chuyện này, chắc rằng tam trưởng đảo người biết rất rõ chứ. Tam trưởng đảo toàn thân chấn động, hắn chần chừ một hồi, cảm nhận được sát ý lạnh buốt trong ánh mắt của Lý giật. Nhất thời hắn không dám mở miệng. Tốt nhất người nghĩ cho kỹ, nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Nếu như ta có thể giết được đại trưởng lão, vậy thì dĩ nhiên có thể giết được một tam trưởng lão. Tách trà trong tay bay ra, đập ngay vào trán của tam trưởng lão, kêu cốc một tiếng rồi rơi xuống đất, vỡ vụn. Động tác này khiến tam trưởng lão toát mồ hôi lạnh sau lưng. Hắn phát hiện mình đã không còn nhìn thấu được người tiêu niên trước mặt này nữa rồi. Luật được bọt, rồi lại nghiến răng. Tam trưởng lão rút cuộc cũng thấp giọng nói. Thiếu gia chủ, chuyện hôm đó Thực ra, đại ca đã hợp mưu với lão quỷ Mạc Dịch. Bọn họ đầu tiên là lấy danh nghĩa của Mạc Du Tâm lửa người đến, sau đó hạ bên dược với nàng ta. Chỉ chỉ cần thiếu gia chủ ra tay với Mạc Du Tâm, vậy thì Mạc Dịch sẽ có cớ giết người tại chỗ, chỉ là không ngờ. Không ngờ, lão hồ ly Mạc Dịch lại vì một số chuyện ngoài ý muốn mà không xuất hiện. Kết quả ngược lại, ta còn chiếm được lợi có đúng không? Ly giật vỗ tay, nụ cười trong ánh mắt càng lúc càng đậm. Vâng, tiêu gia chủ hồng phúc tể thiên tam trưởng lão vội khom gợi nói lý giật hừ lạnh một tiếng lại không đáp lời hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi nhìn người cha tiện nghi của mình đang như cười như không ngồi sau trước bản sách nhấc miệng nói được rồi chuyện này sẽ kết thúc ở đây có điều ta còn có một chuyện muốn người đi làm chuyện này làm xong ta sẽ bỏ qua chuyện cũ tam trưởng lão lần này còn tót mồ hôi trên trán nhưng hắn cũng chỉ có thể cười khổ nói vâng tiêu giả chủ xin cứ phần phó ạ à. lý giật gật đầu nói vậy thì tốt chuyện này ta muốn sáng sớm ngày mai ngươi phải làm ổn thỏa cho ta huyết mạch của đại trưởng đáo chắc rằng quan lý tiểu ra còn có mấy nhân vật ghê gớm nữa chứ vâng huyết mạch của đại ca quả thực có mấy đấu giả còn có được rồi lý giật xua xua tay ta không muốn phí đời chỉ có điều sáng sớm mai ta hy vọng sẽ nhìn thấy huyết mạch của đại trưởng đáo bắt đầu từ lý tiểu tất cả mọi người phải quỳ trước diễn võ các. Sau đó, tam trưởng lão, người đích thần chặt từng cái đầu của họ xuống. Người có hiểu ý của ta không? Bà trưởng lão đều chấn động toàn thân, vẻ mặt khó tin nhìn đích giật, nhất thời không tốt nên đợi. Nhìn bộ dạng của họ, đích giật mỉm cười vô cùng rạng rỡ. Còn một chuyện nữa các người phải nhớ, đích giật ta là một người tốt, đương nhiên sẽ không có những bệnh lệnh cạn tình người. Vì vậy chuyện này là bà vị trưởng lão anh bình thần võ các người cùng quyết định dù gì đại trưởng lão đêm nay có ý đồ xoán vị, ba người các người cũng là bị ép buộc phải đứng về phía hắn. Lúc này, đại trưởng lão đã đền tội, bà vì dĩ nhiên cũng thể hiện sự trung thành một chút chứ. Các người nhớ kỹ đây, chuyện này nên làm không tốt, các người cứ việc chạy bao xa thì chạy. Nếu như các người để lộ chút tin tức nào, ta tin rằng đại đục đấu thần này tùy lớn, nhưng lý giật ta tin rằng vẫn có thể đào các người ra. Bà trưởng lão đều lộ ra vẻ chùa chát. Họ quay đầu nước nhìn Lý Hàn còn chưa kịp mở lời, đi hàn đã mỉm cười nói. Nếu giật nhìn đã phân phó như vậy, các người cứ theo chiếu mà làm đi. Như vậy cũng tốt, cũng đền cảnh tình một chút, để người khác biết, nếu không có thực lực thì đừng nghĩ những chuyện không đền nghĩ. Còn về vị trí huyết mạch đại trưởng lão để lại, ba người các người tìm người thay vào đi. Nhìn nụ cười trên mặt của hai cha con, ba trưởng lão cũng chỉ có thể đốt cụm đắng vào lòng. Dĩ nhiên họ rất rõ, chuyện này nếu làm tốt, chuyện đêm này chắc chắn sẽ không bị truy cứu nhưng nếu làm thế, sau này ba người họ sẽ để lại tiếng chửi rủa trong gia tộc. Nếu như còn muốn đổi đời, cơ hồ đã không còn khả năng. Còn cha con Lý giật lại dựa vào việc này tạo một uy tín vô thượng trong gia tộc. Thủ đoạn này đúng thật là quá mức cao thầm. Chỉ có điều với thân phận lúc này của họ lại không có quyền từ chối mệnh lệnh ấy. Huống hồ, Lý Hàn còn mở lời giao quyền bính của chị Thứ bên đại trưởng lão cho họ cũng là một sự bổ đáp rồi nhìn về mặt nơm nớp lùi xuống của bà trưởng lão lý giật mới quay đầu nhìn lý hàn nhàn nhạt, nhạt, nói phụ thần đại nhân có một chuyện còn muốn hỏi người hỏi đi lý hàn mỉm cười nhìn dáng vẻ của phụ thần đại nhân sự sắp xếp ngày hôm đó của mạc dịch và đại trưởng lão chắc rằng người cũng rõ chứ tại sao người lại lý hàn cười hà hà mà đáp lão hồ ly mạc dịch đó nếu muốn dùng con gái hắn hại con trai của ta ta sẽ để con gái hắn đền bù bằng sự trong trắng cả đời này sẽ không cả được đi đâu. Muốn chiếm ưu thế với lý gia ta ư, nào có dễ như vậy. Uống hồ, tiểu quỷ, không phải trước nay ngươi vẫn luôn có ý với nàng ta sao? Nếu như có cơ hội chiếm hiếm có như vậy, vi phụ dĩ nhiên là sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện rồi. Lý giận không nhịn được phải trợn mắt, người cha như vậy quả thực đáng sợ. Nếu như hắn đoán không lầm, hôm đó khi mạc dịch muốn hạ thủ lý giật, đến tám phần là lý hàn địch thần ngăn chặn lại còn sau đó thần vệ hành nhà Mạc Lý vội đi cứu người cũng đã nằm trong dữ liệu của ông. Thế bộ dạng của Lý giật, Lý Hàn bìm cười, sau khi cười mới chậm rãi nói. Đúng rồi giật nhi, còn một chuyện này nữa, tại sao người lại phân phó bàn đảo quỷ kia làm chuyện đó? Tuy ta cũng không phản đối, nhưng chuyện này sẽ làm tổn thất thực lực của Lý gia ta. Lý giật cười lạnh đáp, đại trưởng lão chết trong tay của ta, người thuộc mạch của hắn sẽ có thể phục ta sao? Lưu lại thì có ích gì? Hương hồ, hồ chó mà lý già tàn đuôi lại muốn cắn chủ. Chúng ta không giết mấy con để mà răn đe. Lẽ nào lại muốn để lại hậu chứng sao? Lý Hẳn suy nghĩ một lúc rồi nói. Người nói cũng không sai. Không giết vài người, đúng là khó có thể phục chúng. Xem ra, vị phụ đúng là lòng quá mềm yếu rồi. Lý dần mỉm cười nói. Phụ thần đại nhân không phải mềm yếu. Người chỉ là tiếc mấy cường giả đấu giả đó mà thôi. Dù gì bôi dưỡng đấu giả cũng không dễ. Có người nào không hào tốn tầm sức và tài nguyên vô số của gia tộc mới có thể bồi dưỡng ra. Bất quá phụ thân đại nhân à, đấu giả tùy tốt, nhưng không trung thành có ích gì. Dù gì, chó được nhà chúng ta nuôi lại cắn ngược lại, chuyện như vậy cũng không vinh quang gì đâu. Lý Hẳn, bật lạc dĩ lắc đầu nói, tên tiểu quỷ nhà ngươi, lần này nghe theo ngươi vậy, bỏ đi, không ghét chuyện này nữa. Còn có một chuyện khác, ta lại muốn hỏi tiểu tượng ngươi này. Cuối cùng cũng đến rồi. Lý dần trong lòng giật thoát, vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh, mà hỏi lại, là chuyện gì ạ? Giật nhi ta hỏi người. Lý hàn sắc mặt trở nên nghiêm túc, mẫu thần người đem cả bộ đấu kỹ bạch hổ của bà để lại cho người sao? Cậu bạch hổ sao? Lý giật thoáng người cả người, nhất tới không kịp phản ứng. Ngược lại, Lý Hàn nhìn thấy bộ dạng của hắn, lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi đừng giả vờ trước mặt ta. Đêm này, ngươi ở mạc ra, đấu với trăm người. Cái dùng ra chính là bộ đấu kỹ đó, có đúng không? Ta nhớ mẫu thần của người đã từng nói, bộ đồ kỵ đó là bạch hổ hạ cấp, tên là cái gì mà thiên huyễn kiếm quang. Năm đó ta đã từng nhìn thấy mẫu thần người dùng một lần. Lần đó bà ấy cũng một người bột kiếm, chém giết từ trong mấy trăm cường giả xông ra. Dưới tay bà ấy chưa từng có một địch thủ. Đương nhiên, bà ấy dùng còn lợi hại hơn người nhiều. Tiểu tử, người chắc rằng còn chưa mất luyện thành tầng thứ nhất. Người phải nhớ cho kỹ, thiên huyễn kiếm quang tuy rất lợi hại nhưng lại không thể tùy tiện sử dụng nếu những người bị người có dụng ý phát hiện bộ đầu kỵ đó nó không chừng sẽ mang đến phiền phức cho người đấy lý giật lần này đã thật sự ngay cả người ngay cả mấy chương mình dùng cũng có thể bị hiểu lầm như vậy hơn nữa xem ra người mẹ tiễn nghi của mình năm xưa cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại chỉ có điều lý giật vừa rồi còn đang lo lắng tìm cách giải thích thực lực tăng mạnh của mình nhưng lúc này lý hàn đã giúp bản thân giải thích điểm này lại khiến Lý Giật dở khóc dở cười. Sau khi rời khỏi thư phòng của Lý Hàn, Lý Giật đến một phòng tiểu lầu nhỏ đơn độc khác để mà nghỉ ngơi. Săn phòng ban đầu của hắn sớm đã bị hủy. Đời hắn ở hiện tại, nghe nói vốn dĩ chỉ có trưởng lão của gia tộc mới có tư cách ở. Chứ có điều lúc này, thân phận của hắn đã khác. Vào đây ở, dĩ nhiên không ai dám nói hắn. Ngồi xếp bằng trên giường, đầu khí trong cơ thể theo sự vận hành của kinh mạch của thiên ma cửu biến tiến hành một vòng, cảm nhận được đấu khí của bản thân đang đồng đậm hơn vài phần. Lý giật mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, mở mắt ra. Lúc này, hắn đang ngồi trần, cơ thể tuy gầy gò nhưng lại vô cùng khỏe mạnh. Chỉ có điều trên ngực phải lúc này lại có một trường ấn hỏa hồng sắc. Trên vai trái lại được băng bởi một mảnh vải, bên trong toát ra mùi thuốc. Vào lúc này, Lý Giật liều mạng với đại trưởng lão. Tuy bề ngoài có vẻ như không có gì trở ngại, nhưng trên thực tế thương thế lệ vô cùng nghiêm trọng. Vai trái của hắn còn đỡ, sau khi được y sư trong gia tộc xử lý, nhiều nhất chỉ cần tu dưỡng nửa tháng thì có thể hồi phục như xưa, nhưng trường ấn ở ngực lại phiền nhất. Đầu khí vừa rồi trong cơ thể khi vận hành, tôi cảm giác không có gì trở ngại, nhưng lúc này đầu khí một khi thu vào trong đấu khí toàn, Lý giật ngay lập tức cảm thấy ngực mình đau nhức dữ dội, khiến hắn phải nhíu mày. Thường thế trước ngực này khiến Lý giật cảm thấy tay chân vướng víu, sau chốc lát, hắn mới thở dài một tiếng rồi nói, Lão quỷ, thường thế này xử lý thế nào? Một tia hồng quang vụt hiện lên, vần hoàng giới chỉ ở tay hắn. Thân hình hư ảo của xã tôn giả bay ra, nhìn đi giật, khẽ cười một tiếng rồi nói, Thế nào? Nhớ đến việc bản tôn có thể giúp người rồi sao? Lý giật cao mày, hiếm khi lại nghiêm túc mà nói. Lão quỷ, thường thế này sao lại kỳ lạ như vậy? Khi ta vận hành đấu khí thì không có cảm giác gì. Nhưng một khi dùng đấu khí, tự nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn. Đây rốt cuộc là sao? Sa tôn giả cười lại một tiếng, tay phải khẽ điểm. Đợi sau khi một điểm hồng quang bay vào trong cơ thể lý giật, hắn mới thở dài nói, tiểu quỷ, người thật là may mắn đấy. May mắn ư, ừ, như vậy cũng đã may mắn sao? Lý giật nhếch môi nói, dĩ nhiên rồi. Giả tôn giả nhàn nhạt, nhạt nói, người có thể dùng được thủ pháp này, chỉ ít cũng là đấu sư trở lên. Hơn nữa, sự đào sâu nghiên cứu công pháp đấu kỹ hỏa thuộc tính đã đạt đến cảnh giới tối cao từ đâu. Nhân vật như vậy mà ngươi có thể đánh bại, ngoài việc nói người mày bán ra thì có thể nói gì đây? Liên giật cúi đầu nhìn trường ấn ở ngực, trầm giọng nói, về tường này rất phiền phức sao? Già tôn giả cười hằng hắc rồi nói, không phải rất phiền mà là vô cùng phiền phức. Nghĩa là thế nào? Già tôn giả nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi chân chư nói, nếu bạn tôn nhất không nhầm, đây là thủ pháp mà chỉ có người tù luyện đấu ký hòa thuộc tính mới có thể tĩnh ngộ được gọi là phản giản loạn thủ pháp này vô cùng quỷ dị có thể trong trước mắt đem hỏa độc luyện thành trong cơ thể từ đấu ký hòa thuộc tính đánh vào trong cơ thể người nhưng hòa độc này sẽ không ngay lập tức phát tác mà sẽ từ từ nảy sinh tác dụng theo thời gian kéo dài vết thương của người càng lúc càng đau nhưng người sẽ phát hiện chỉ cần dùng đấu ký hóa giải nó cứ tuần hoàn vô hạn tiếp như vậy mà đến khi đấu khí trong cơ thể người hào kiệt sẽ không thể nào đối phó với hỏa độc này. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể đau đớn mà chết. Lý giật người ít phải khí lạnh khi người ta hào kiệt đấu khí rồi cuối cùng đau đớn mà chết. Thủ pháp này đúng thật là quá đối quỷ dị. Đây, vậy thì thủ pháp này có cách nào hóa giải chăng? Giả tôn giả lắc đầu nói, phản gian loạn này tuy không được coi là đấu kỹ, nhưng lại còn quỷ dị hơn đấu kỹ vài phần. Thủ pháp này nếu là lúc bản tôn còn toàn thịnh, dĩ nhiên sẽ hóa giải bằng một cái búng tay. Nhưng với thực lực của bản tôn lúc này, cho dù có thể hóa giải phản gian đoạn này, e rằng cũng sẽ gây ra thường tồn khó có thể tưởng tượng cho người. Vì vậy, nghe thấy giả tôn giả nói như thế, đi giật trong lòng ngay lập tức đã lạnh lẽo hơn phần nữa. Lúc này hắn nghiến rằng nghiến lợi, chỉ hận không được quất thêm vài roi vào thi thể của đại trưởng táo Chỉ có điều, bản tôn tuy không có cách nhưng người lại có. Giả tôn giản nhìn bộ dạng của Lý Giật, cuối cùng khẽ cười. Người khác thì không biết, đây là phản giàn loạn. Người dựa vào bản thân vẫn còn một cơ hội nhất định để hóa giả nó. Lý Giật khóe mắt nhướng lên, không đánh được mà nói. Lão quỷ, người lại lười ta. Nếu như ta có cách, còn cần người đau đầu đây sao? Sản giả tôn giản nhàn nhạt, nhạt, nói. Địch thực là người có cách, chỉ cần người có thể thẳng cấp đấu dư, đồng thời đã đến thiền mà nhị biến, vậy thì không những thực lực tăng cao mà phản gian đoạn này dĩ nhiên cũng bị tiêu trừ người đừng bao giờ quên rằng thiên ma cửu biến còn có tác dụng này lý giận thoáng ngây cả người sau đó cười khổ một tiếng rồi nói lão quỷ người không phải không biết hôm nay ta mới thăng cấp đấu giả chiếu theo tốc độ bình thường không mất tám mười năm ta đừng mong thăng cấp đấu sư cho dù cái gọi là thiên tài người có thể thăng cấp đấu sư trong vòng 3 năm 5 năm thì cũng là vô cùng hiếm hoi Ngươi chuẩn bị để tạt tốn bao nhiêu thời gian để thăng cấp đây? E rằng ta còn chưa đến lúc thăng cấp, đã bị phản gian đoạn này, dày vo đến chết rồi. Không sai, đích thực người không có thời gian. Dạ tôn giả cười. Phản gian đoạn này, từ lúc đánh vào cơ thể người, đến lúc hoàn toàn phát tác ra, cũng mất bà tháng. Trong bà tháng này, nếu người không có cách tăng cấp đấu sư, vậy thì cơ bản là xong đời rồi. Có điều... Có điều cái gì? Đi giật hận đến nghiến rằng kèn két. Lão quỷ, người không nói hết một lần thì sẽ dày vò người khác lắm đấy. Chỉ có điều mà tiểu tử à, bản tôn sao lại phải giúp người như vậy? Bản tôn giả lại là lộ ra một nụ cười ý dị mà lại có phần vô lại. Bản tôn giúp người như vậy thì có ích lợi gì? Đi giận thoáng ngày càng người rồi nói. Vậy người muốn thế nào? Sa tôn giả lặng lẽ cười nói. Tiểu tử, theo định ước của chúng ta, bản tôn đã trong hai tháng giúp người biến thành đấu giả rồi. Vậy người có nên bái sư rồi hay không? chỉ cần gây bái bản tôn là vi sư. Bản tôn không những sẽ phòng ấn cho người phản gian loạn này, dùng gây giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên cũng sẽ dốc hết túi của mình để gây trong 3 năm biến thành một tuyệt thế cường giả. Bảo đảm cái hẹn 3 năm của người và tiểu nhà đầu ấy sẽ không có gì sai sót. Thế nào? Lý giật như mày nói. Lão quỷ, người luôn muốn ta bái sư. Suốt cuộc ta bái sư có lợi ích gì cho người? Nếu như người không nói ra, ta sẽ không bái sư. Cho dù người dùng tính mạng uy hiếp ta, ta cũng không làm đâu. Sát tôn giản nhìn dáng vẻ của lý giật trần trường một hồi sau đó mới thở dài nói tiểu tử chắc hẳn người cũng biết bản tôn lúc này là trạng thái linh hồn thường thì nói người chết hồn tan đây là đạo lý thiền địa nhưng bản tôn đi lại ngược với nó nguyên nhân lớn nhất mà linh hồn thể của bản tôn không tan chính là thể xác của bản tôn còn chưa bị diệt chỉ là bị người khác phong ấn mà thôi bản tôn vào lúc bị phong ấn đã đem lại một chút tàn hồn trong cơ thể xuất ra linh hồn thể này mới có thể thoát ra bản tôn nhiều năm lang thang trên đại lục đấu thần cũng không vì chuyện gì khác chỉ đã để tìm được một truyền nhân có thể truyền công pháp và nấu kỹ của bản tôn nếu hắn có thể trở thành tuyệt thế cường giả vậy thì có lẽ sẽ có cơ hội để phá giải phong ấn cho bản tôn đây chính là nguyên nhân mà bản tôn vẫn luôn muốn gửi bái xử đó người cảm thấy ta có cơ hội giúp người trở lại thần xác ư Lý giật thở dài một tiếng. Người có thể phong ấn lặng biến thái này, cũng không biết là cường giả cấp bậc gì. Giả tôn giả gật đầu nói, bản tôn ở trên người của ngươi, cảm thấy có khả năng. Ngươi lại có thể dựa vào bản thân tìm tòi, qua được ải đầu tiên trong thiên ma cửu biến, mà không bị nổ chết. Có thể thấy ngươi có thiên phú cực cao. Nhiều năm như vậy rồi, bản tôn chỉ tìm thấy một mình người có khả năng này. Điều quan trọng nhất là, tâm tính của tiểu tử ngươi bản tôn rất thích. Vì vậy nếu người bái bản tôn làm vi sư bản tôn dĩ nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Nếu người không chịu vậy thì thôi. Đi dần ngay cả người, không thể nghĩ ra bên trong còn có những nguyên nhân này. Những ngày hắn sống cùng xã tôn giả tuy vẫn luôn gọi lão quỷ này lão quỷ nọ không ngừng, nhưng sớm đã tôn hắn làm sư trưởng. Lúc này hai người chẳng qua, chỉ thiếu một danh phận mà thôi. Đi dần cũng không phải người máu lạnh hắn thoáng suy nghĩ sau đó bất chợt cười khổ một tiếng. Thật muốn ta bái sư sao? xà tôn giả cũng nhìn ra ý của Lý Giật, hắn lặng lẽ cười đáp. Dĩ nhiên rồi. Dứt lời, thân hình của hắn đã bay đến trước mặt Lý Giật, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Lý Giật bĩu môi, chỉ có thể bất lực đứng dậy, hành lệ bái sư rồi bực bội nói. Lão quỷ, người đã hài lòng chưa? Thầy Lý Giật hành lễ có phép tắc, xà tôn giả cũng không để ý cách xưng hồ của hắn, mà gật đầu nói. Không tồi không tồi Từ nay tiểu tử người chính là truyền nhân của bản tôn rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Nào tiểu tử, để vi sư phòng ấn phản gian đoạn của ngươi. Lý dần gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Chỉ thấy giả tôn giả hư một tiếng. Hai tay điểm vài cái vào không khí. Ngay lập tức có mấy đảo quàng mang huyết sắc hình thành từ những chữ quỷ dị. Cuối cùng tạo thành một vòng tròn, chậm rãi bay vào trước ngực lý giật, giống như là hình xăm trên người, bao trọn lấy trường ấn hồng sắc giật cả người chấn động. Khi các chữ rời xuống, cảm giác đau đớn trên ngực hắn liền biến mất. Nếu như không phải trường ấn đó vẫn còn, hắn cơ hồ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Được rồi. Nhìn thấy cảnh này, giả tôn giả yếu ớt cười. Phòng ấn này có lẽ duy trì được một năm. Trong thời gian này, người không thể buồn lòng bốn khắc nào, cần toàn lực mà tu luyện. Từ nay đến đại hội hai tháng sau. Người tuyệt đối không thể bỏ đỡ. Chỉ có nơi ấy mới có thể khiến người có cơ hội lớn nhất để trong vòng một năm trở thành cường giả đấu sư. Nơi ấy là nơi nào? Lý giận thoáng sửng sốt, sau đó hắn liền hiểu ra, hắn đưa tay sở mũi cười nhạt. Xem ra Tết Thần Điện hai tháng sau, mình cho dù thế nào cũng không thể bỏ đỡ rồi. Ánh mặt trời ấm áp bên ngoài cửa sổ chiếu vào nền đất, đem lại hơi ấm vào buổi sớm ngày thu. Tiêu niên ngồi xếp bằng tu luyện, cơ hồ đã nhìn thấy tiền đắng ấm ấy. Hắn từ từ thở ra, rồi chậm chậm mở mắt một đêm tu luyện đầu khí bị hào kiệt đêm qua đã bù đắp lại cảm giác sung sướng lúc này khiến lý giận cảm thấy sảng khoái trong người chuyện tiếp theo đây chỉ cần vết thương ở vài đỡ hơn một chút vậy thì có thể đòi một số đấu kỹ cao cấp từ chỗ xả tồn giả để tù luyện cũng chỉ có điều ngày hôm nay cơ hội cũng cực kỳ quan trọng dù gì đây cũng là ngày gia tộc mở diễn võ các mỗi năm một lần sẽ gặp nhiều đấu kỹ và công pháp ngày hôm nay tuyệt đối không thể bỏ lỡ Nghĩ tới đây, Lý Giật đứng dậy thay một bộ y phục vừa vặn, cái vườn vai một cái, tay phải cố ý đặt lên ngực mình. Phản gian đoạn kia, lúc này đã không hề có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là không biết có thể duy trì được bao lâu. Cho dù có nhìn thế nào, thì thời gian cũng không còn nhiều nữa. Tiểu tử, có bản tôn ở đây, người còn cần đi diễn võ các ư. Bản tôn dĩ nhiên có những đấu kỹ cao cấp khiến người phải chảy nước miếng đấy giọng nói của sạt thôn giả trượt nhàn nhạt, nhạt vang lên trong đầu của lý giật lý giật khẽ lắc đầu đáp diễn võ các này bất luận thế nào ta cũng phải đi một chuyến còn lợi ích rất lớn với ta là sao chứ lý giật cười nhàn nhạt, nhạt tuy ta biết lão quỷ người chắc chắn sẽ có một số đấu kỹ cao cấp nhưng cấp thấp lại tuyệt đối không có nhưng lần này ta muốn lật sờ xem đấu kỹ cấp thấp một chút xem thử có thể tìm ra cách bù đắp vào bộ đấu kỹ của mình hay không bằng không chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể khi gặp phải đấu giả sử dụng đấu kỹ cao cấp ta lại không có cách nào quả thực khiến ta có chút bực bội chỉ vì là như vậy thôi sao dạ tôn giả lạnh nhạt nói nếu là như vậy ngươi có thể nói bộ đấu kỹ của ngươi ra bản tôn sẽ suy diễn thử cho ngươi không phải được rồi sao lý giận lắc đầu nói không được bộ đấu kỹ ấy là do chính bản thân ta nghĩ ra người khác giúp ta suy diễn thì mất đi phong cách của mình đối với ta mà nói đó không phải là điều tốt. Quân hồ, ta vào diễn võ các còn là chuyện khác phải làm. Sa tôn giả từ hồ gần ra nói, tiểu tử, người sẽ không chuẩn bị tù luyện những đấu kỹ cấp thấp đó chứ. Tại sao lại không chứ? Linh giật khẽ cười, ta luyện một đống đấu kỹ cấp thấp, tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng lại có thể làm mê hoặc tầm nhìn của người khác cũng tốt. Bằng không, suốt ngày dựa vào hồi phong trường để đánh nhau, người khác không hiểu, bản thân ta cũng thấy phiền chết. Luận điệu này của Lý Giật khiến giả tôn giả không nói được lời nào. Tên tiểu quỳ này sao bỗng nhiên lại muốn giả vờ kiêm tốn như vậy chứ? Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đã vang lên. Tiếp đó một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Lý giật ca ca, người có đó không? Nghe thấy giọng nói này, Lý giật nhướng mắt lên. Tiêu chút nữa nghĩ đến chuyện lao ra khỏi cửa sổ. Nhưng giọng nói trầm chọc của giả tôn giả lại vang lên trong đầu của Lý giật. Tiểu quỷ, xem ra việc làm của người tối qua đã lừa trọn trái tim cô tiểu nhà đầu kia rồi. Linh giật cười khổ một tiếng rồi nói, tiểu nhà đầu này quá phiền phức, ta lại không có chút hứng thú nào, ta không muốn ngày nào đó lại có kết cục giống tên hỗn đản đi tiểu kia. Thật là như vậy sao? Sa tôn giả lại cười, giọng nói dần thấp xuống. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Linh giật lần này không thể nào tiếp tục giả như không nghe thấy, chỉ có thể chậm bước đi tới, mở cánh cửa phòng ra. Ngoài cửa Lina nà đang đứng ở đó, trên mặt lộ ra nụ cười tươi tắn đôi mắt đẹp đang nhào lại dưới ánh nắng mặt trời như vầng trăng khuyết y phục màu đam nhàn nhạt, nhạt, nàng đang mặc tồn đền một thần hình uyển chuyển vô cùng duyên dáng của nàng vòng eo mềm mại thật một dải lụa trắng đang nhẹ nhàng bay trong gió tiếc là ngực nàng vẫn phẳng như cũ tài nguyên khan hiếm tài nguyên đúng là khan hiếm chỉ có điều cho dù là như vậy lý nà nà vẫn hiện ra vô cùng xinh đẹp so với bộ dáng cọp cái lúc trước khi vừa gặp lý giật Đi nà nà lúc này đã vô cùng cuốn hút. Cũng khó tranh, thiêu niên trong gia tộc đều ái mộ nàng như ái mộ một cô công chúa. Nhìn tiểu nhà đầu này tràn đầy thanh xuân. Đến Giật trong lòng bắt giác thầm thần một tiếng. Tuổi trẻ thật là đẹp, hắn lại quên đi mất. Tuy hắn là người hai kiếp, nhưng lúc này đối với người ngoài, hắn chẳng qua là một đứa trẻ mười năm, 16 tuổi mà thôi. Nhìn Lý Giật đang gây người ra, Lý Nà Nà dường như vô cùng vui sướng. Nàng chớp mắt, một tay kéo lấy tay của Lý Giật, khẽ nói, Lý giật ca ca, hôm nay người sẽ cùng Nana na đi đến diễn võ các xem thử chứ. Nắm bàn tay mềm mại, mảnh khảnh của thiếu nữ trong tay, khiến tầm khăn của Lý giật nhảy dựng lên. Cảm giác ấm áp này không tốt, quả thực là không tốt. Lúc này Lý giật lại hết sức hiểu rõ Lý Na na. Người thiếu nữ có ngoại mạo yêu kiểu này, nội tâm lại cực kỳ mẫn cảm. Từ mà nàng theo đuổi, e rằng đó chính là cái gọi là tình yêu hoàn mỹ. Vì vậy khi biết Lý Tiểu phản bội nàng, mới lộ ra sự thất vọng như vậy. Lý giật dĩ nhiên hiểu rõ, loại nữ nhân này trừ phi là thật sự thích, bằng không thì chẳng nên dây vào. Dù gì trộm đồ của người ta còn dễ trả, nhưng đánh cắp trái tim của người khác, vậy thì làm sao mà trả đây? Nghĩ tới đây, Lý giật bất động thành sắc rụt tay lại, hắn sở vũi nhà nhạt, nhạt nói. Diễn võ các dĩ nhiên đã phải đi, chỉ có điều không phải ta cùng đi với nàng, mà nàng sẽ cùng đi với ta, dù gì nơi này cũng là thánh địa của Lý giật chúng ta mà. Vậy thì chúng ta mau đi thôi, đứng trên một bãi đất trống trong khu rừng rậm. Linh giật quan sát xung quanh, không nhìn đường cười nhạt. Lúc này dĩ nhiên, hắn có thể cảm thấy trong xung quanh khu rừng không biết đang có bao nhiêu lớp phòng vệ đang ẩn nấp. Nhìn những ký tức đó, e rằng đều là cấp đấu giả trở lên. Trên vùng đất trống này, lúc này đám tiểu bối đã giành phần thắng trong đại hội tổng tộc của Lý Gia hôm qua, đều tệ tựu đầy đủ ở đây cả. Người nào mặt cũng đầy vẻ phấn chấn. Từ sáng sớm, mọi người đã tụ tập ở tiền sảnh, rồi được để đến nơi đây